Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến kênh ô tô cũ Duy Khánh Hải Phòng. Vâng, bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua và bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi, có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn An Dương, thành phố Hải Phòng, đối diện chùa Cao Linh. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay, em lại review lên sóng giới thiệu với các bác một mẫu xe vực cơ bến cửa hàng. Đó là chiếc Toyota Innova bản G xịn có năm sản xuất 2008, máy xăng số sàn, động cơ 2.0 với mức giá 279 triệu đồng các bác nhé. Bản G xịn mang biển kiểm soát 15A28597, sơn xi màu bạc. Đó, bản G xịn thì đã được 4 bánh đa răng đúc, phanh đĩa ABS, túi khí đầy đủ, xi nhan tích hợp đã được tích hợp trên gương các bác nhé. 4 bánh đa răng đúc, 4 quả lốp tương đối là đều nhau, khoảng 7 đến 80%. Cua lốp thì cực kỳ là ok các bác nhé. Vâng, bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh và bấm nút chuông phía bên tay phải màn hình để cập nhật những mẫu xe mới nhất được hàng mà em đưa lên. Đó, phần kệ bảng táp lô này cực kỳ là sạch sẽ nha các bác nhé. Nội thất ghế da cực tươi, ghế da nguyên bản các bác nhé, trần lý nguyên bản. Một chiếc xe gia đình không taxi, dịch vụ không đâm sâu tai nạn ngập nước, 279 triệu đồng. Vô lăng 4 chấu cực kỳ đẹp các bác nhé. Gương kính chỉnh điện. Đó. Vâng, bác nào mà đúng chất mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy các bác nhé, không phải làm bất cứ thêm một tác vụ nào khác. Một chiếc xe gia đình không taxi, dịch vụ không đâm sâu tai nạn ngập nước, đẹp xuất sắc trong tầm giá các bác nhé. Tem mác sản xuất đây các bác, cái con ốc bàn này chưa hề đụng đến cà lê màu led các bác nhé. Hàng táp ly cánh trước bên lái đây cực kỳ là sạch sẽ này, keo chỉ zin, keo chỉ bốn cánh zin các bác nhé. Tay lắm cửa được ốp inox mạ chrome, chân kính vè mưa đầy đủ. Toyota Innova bản G xịn, năm sản xuất 2008, máy xăng số sàn, động cơ 2.0. Dòng này thì xe chạy cực kỳ lành các bác nhé, rất ít hỏng vặt, đồ đạc thay thế cũng rất là sẵn. Một mẫu xe quốc dân. Phần táp ly cánh sau bên phụ và bên lái này các bác này, keo chỉ zin các bác nhé. Cửa đóng phầm phập. Vâng, nhìn tổng thể từ phía sau đây các bác. Đó, form dáng cực kỳ là cứng cáp. Một chiếc xe gia đình đi cực kỳ là gìn giữ nhá. Từ 2008 đến bây giờ mà còn đẹp keng cái này, đẹp keng xe ben. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này mua về kết hợp dịch vụ của gia đình thì đúng là hết thuốc các bác nhé. Được trang bị cảm biến lùi các bác, đầu đại nguyên bản. Phần gầm bệ đây các bác, gầm bệ chắc lịch, côn số ngọt ngào, không hề có dấu hiệu của sự mục mọt các bác nhé. Trang bị cảm biến lùi. Đó. Cốp phía sau mà các bác không sử dụng thì nâng nó lên để đồ cũng rất là thoải mái các bác nhé. Tính toán máng nước đây. Ốc bàn này chưa thèm đụng đến cale màu led. Mẫu xe cực kỳ đẹp nhé, xe gia đình không thể đẹp hơn. Nắp cốp keo chỉ zin,
Nên em cam kết với các bác là xe về cửa hàng là không đâm sâu tai nạn ngập nước các bác nhé. Sơn xi cực kỳ là đẹp. Bốn bánh nan xăng đúc. Đây nắm cửa ốp inox mạ chrome. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này nhấc máy liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như trao đổi thông tin về giá cả. Đó, keo chỉ cột keo đính bấm zin nguyên bản theo nhà máy sản xuất Toyota Innova bản G xịn sản xuất 2008. Đó, keo chỉ nắp cánh sau bên phụ đấy. Đó là ok các bác nhá. Đó. Căng cột kéo đinh bấm này, nguyên zin theo nhà máy sản xuất các bác nhá. Táp ly cánh trước bên phụ đây. Quá sạch đẹp đấy nhá. Kéo chỉ zin, zin bốn cánh. Toyota Innova bản G xịn có làm sản xuất 2008, không taxi dịch vụ, 279 triệu đồng, có hạn đăng kiểm đến tháng 6 2021. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần nội thất, tiếp qua các chức năng cơ bản này. Bản to lô đồng hồ đây các bác nhé. Đó, máy em đã bật rồi các bác này. Đó, máy nổ rất là ok nhé. Vâng, chiếc xe này thì được lắp màn hình Android các bác nhé. Điều hòa này rất ok các bác nhé. Điều hòa 3 dàn. Đó. Trang bị cam hành trình rồi các bác nhé. Đó. Âm thanh rất hay. Gương kính chỉnh điện. Đó. Rất dễ dàng. Phần chắn nắng này các bác. Hộp đựng kính này, đèn trần. Đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Đó, điều hòa dàn phía sau đây các bác. Bản G xịn sản xuất 2008, xe gia đình, không taxi dịch vụ. Đó. Đó. Còn xi nhan. Phun nước gạt mưa. Hoạt động cực kỳ là trơn tru. Đó, chỉnh gương đó các bác. Hoạt động rất là trơn tru. Vô lăng trang bị túi khí cho người lái. Phần quả số đây các bác này. Đó. Manh tay. Âm thanh cực hay. Vâng, sau đây sẽ tiến về khoang nội khoang máy này để tiếp qua các bác. Toyota Innova bản G xịn sản xuất 2008, máy xăng số sàn động cơ 2.0, 279 triệu đồng thưa các bác nhé, một mức giá rất tốt. Vâng, máy đang nổ các bác, máy nổ rất êm. Về máy về xe về thì bên em cũng dọn dẹp qua một chút. Máy móc thì cực kỳ là khô ráo sạch sẽ. Xe bé này các bác, đem mắt là bắt đầu hàn tai nguyên xi các bác nhé. Tôi còn ốc phần cản nó vẫn rất là tròn. Một chiếc xe gia đình không đâm xô tai nạn ngập nước, 279 triệu đồng.
lắp cabo keo chỉ zin các bác nhé. Xem mã sản xuất đây, Toyota Innova. Vâng, vừa rồi đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa cập bến khách, đó là chiếc Toyota Innova, có năm sản xuất 2008, bản G xịn, máy xăng số sàn, động cơ 2.0, một chiếc xe gia đình không taxi, dịch vụ không đâm xô tai nạn ngấm nước, với mức giá 279 triệu đồng. Vâng, 279 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này nhấc máy liên hệ trực tiếp với ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như trao đổi thông tin về giá cả. Vâng, em xin được kết thúc video đây, em xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.